Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Ổn Trọng Sư Huynh. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đợi đến thời khắc ích hẹn cùng với Linh Nga, Lý Trường Thọ vừa định đưa tâm thần của chính mình trở về trên Tiểu Quỳnh Phong, Ngao Ất lại rời chỗ ngồi. Tên giao hỏa này muốn làm gì? Lý Trường Thọ phát đi ánh mắt giao lưu thỉnh cầu. Ngao Ất lại chỉ lo thấp giọng trò chuyện cùng với Long Vương Đông Hải, vẫn chưa phát giác ra. Ngao Ất trước tiên thấp giọng thương nghị vài câu bên người Long Vương Đông Hải. Đợi Long Vương gật đầu đáp ứng, lúc này mới bước nhanh đến phía trước bảo tọa Ngọc Đế, vén vạt áo, quỳ một chân trên đất. Tiểu thần khởi bẩm bệ hạ. Ngọc Đế áo trắng đang mỉm cười thưởng thức ca múa đưa tay đỡ, cười nói. Có chuyện gì cứ tấu đã được. Ngao Ất ngươi hãy đứng lên đáp lời. Vâng. Ngao Ất đứng dậy, cất cao giọng. Tiểu thần muốn đi theo làm tùy tùng của Thủy Thần Thiên Đình, xin tự thoát đi khỏi hàng ngũ thần quyền hải thần. Ngọc Đế cười. Chuẩn, Mộc Công đâu? Đông Mộc Công đứng dậy hành lễ. Lão thần ở đây. Thần vị Ngao Ất là nhất giai, chức quyền cụ thể do ngươi và Trường Canh Ái Khanh thường định. Lão thần tuân mệnh. Ngao Ất thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lộ ra một chút tươi cười ngại ngùng đối với Lý Trường Thọ, cúi đầu vái chào quay người chạy trở về chỗ ngồi trước đây. Lý Trường Thọ mỉm cười lắc đầu, nhìn nhị giáo chủ của chính mình này cũng là có lòng. Lúc đêm khuya, Lý Trường Thọ đi ra khỏi đan phòng, thân ảnh rơi vào bên hồ, lặng lặng đứng chắp tay. Không có cách nào, Linh Nga lại bắt đầu làm một ít tình tiết tắm rửa, lại bị sư huynh ngẫu nhiên gặp phải. Chờ Linh Nga phát hiện ra kế sách mất đi hiệu lực, tiến hành trang điểm, cởi bỏ kết giới xung quanh nhà tranh. Lúc này Lý Trường Thọ mới quay người đi tới, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt. Sư huynh! Linh Nga đi ra khỏi cửa phòng, hô hào giòn tan. Lý Trường Thọ ngẩng đầu lên nhìn cười nói. Đây là tiểu tiên tử nhà nào? Nàng mặc váy mỏng màu vàng nhạt, da thịt như mỡ đông, ở dưới sự chiếu rọi của Bảo Châu càng trở nên thanh tú và xinh đẹp. Nghe Lý Trường Thọ nói như vậy, khuôn mặt của Linh Nga cũng có một chút ửng đỏ say lòng người, nhẹ nhàng cắn môi mỏng, như người tránh khỏi vị trí cửa trước. Hơi cúi đầu nói, sư huynh thối, huynh cuối cùng cũng bằng lòng nhìn ta. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, ổn tự kinh. Chép liền chép. Vào nhà tranh, Lý Trường Thọ phối hợp ngồi ở bên trên ghế bành chuyên môn của sư huynh, bưng lên chén nước trà bên cạnh mà Linh Nga đã chuẩn bị từ trước. Tới bên này ngồi. Hôm nay có hai chuyện muốn trao đổi với muội. Trao đổi? Linh Nga nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng thì thầm nói. Sư huynh, huynh có việc cứ phân phó là được. Hai chuyện này tương đối phức tạp. Lý Trường Thọ ngẫm nghĩ, lấy ra chiếc ngọc châm từ trong tay áo, đẩy tới trước mặt của Linh Nga. Trước tiên, liền cất kỹ thứ này. Hai mắt của Linh Nga lập tức tỏa sáng, cười hi hi đoạt lấy. Đây cũng không phải là ta tặng. Lý Trường Thọ bình tĩnh nói một câu, là một vị tiên nữ coi như có quan hệ không cạn với ta, bảo ta chuyển giao cho ngươi. Ken két, soạt soạt. Phía sau Đinh Nga phảng phất như xuất hiện mấy chục đạo thiểm điện. Xung quanh lập tức vang lên những tiếng đàn nhị hồ thê lương. Vì cái gì? Rõ ràng là nàng trước. Cũng liền ở trong khoảng thời gian bế quan sau khi độ kiếp này, sư huynh liền có quan hệ với không ít tiên nữ, đưa ngọc châm cho nàng để tuyên bố quyền sở hữu sư huynh. Vì cái gì? Muội đã từng nghe nói về tiệt giáo Tam Tiêu tiên tử. Đã từng nghe. Linh Nga ủ rũ, lá trá trực khóc. Tiệt giáo Tam Tiêu, sinh đinh tiên thiên, đại năng ít có cho thiên địa, đều có ghi chép trong điển tịch sư huynh cho. Tặng muội ngọc châm chính là Vân Tiêu tiên tử, đại tỷ bên trong Tam Tiêu, đại đệ tử ngoại môn tiệt giáo. Linh Nga lập tức sững sờ, ánh mắt đầu tiên là mất đi tiêu điểm, sau đó bỗng nhiên giật mình. Sư huynh đã lừa gạt được Vân Tiêu tiên tử tới tay rồi.
Ổn tự kinh 3.000 lần. Lý Trường Thọ nhịn không được phàn nàn một câu. Cái gì gọi là lừa gạt? Giải thích chân tướng chuyện này hết sức phức tạp, muội có thể hiểu thành. Ban đầu Vân Tiêu Tiên Tử và ta có chút giao tế, nhưng các lộ đại năng không ngừng ở bên cạnh tương trợ, làm cho Vân Tiêu Tiên Tử không quá sáng tỏ đối với sự tình đạo lữ sinh ra một ít hảo cảm với ta. Những đại năng tương trợ này gồm có Nhân Giáo Huyền Đô Đại Pháp Sư, Tiệt Giáo Đa Bảo Đạo Nhân, một vị giáo chủ đại nhân Tiệt Giáo Anh Minh Thần Võ, không câu nệ tiểu tiết nào đó. Linh Nga há miệng giơ tay đỡ trán, choáng váng không biết mình đang ở đâu. Sư huynh bắt cả hai tay, ai da! Nàng che lại cái trán bị gõ một cái cười khổ, phàn nàn. Sư huynh đột nhiên nói những chuyện này, làm sao ta có thể tin được? Viên đan dược mà trước đây ta đưa cho muội ở chỗ nào? Linh Nga lật bàn tay trắng nõn lập tức lấy viên đan dược kia ra, khuôn mặt hồng hồng mà nói một câu. Ở đây, bất quá ta đã từng ăn, mặc dù là dùng tiên lực bao quả. Cẩn thận cảm nhận đạo vận của viên đan dược này. Vâng. Linh Nga bắt đầu lẳng lặng cảm ngộ theo lời. Không bao lâu chính là khẽ nhíu đôi mi thanh tú. Lý Trường Thọ lạnh nhạt. Muội bây giờ cũng là cảnh giới thiên tiên, hẳn có thể cảm nhận ra sự bất phàm của đan dược này. Đây là cửu chuyển kim đan do Thái Thượng Lão Quân luyện chế, Huyền Đô Đại Pháp Sư tặng cho. Hai tròng mắt của Ninh Nga lóe sáng, cắn đôi môi nói thầm một câu. Sư huynh, thứ quý giá như thế vì sao không giữ lại để dùng trong khi lúc độ kim tiên kiếp? Kim tiên kiếp sớm đã vượt qua. Lý Trường Thọ chậm rãi thở dài nói. Bây giờ muội cùng với sư phụ vẫn là người ta tín nhiệm nhất. Tâm tính của muội mặc dù còn thiếu rất nhiều, nhưng sư phụ đã bị phế đi. Bởi vì cái gọi là dưỡng sư muội trăm tuổi, dùng sư muội tạm thời. Ta tuy có bí pháp đạo nhân giấy, nhưng cũng có khi sẽ cảm thấy không có cách nào chiếu cố trong ngoài. Cần muội đứng ra giúp ta xử lý một ít sự vụ trong môn. Ngày hôm nay, ta liền muốn nói với muội một ít sự tình có quan hệ với ta ở bên ngoài. Mặc dù không thể hoàn toàn nói cho muội, nhưng cũng sẽ nghe theo kiến nghị của muội. Nếu muội cảm thấy chính mình không muốn tiếp nhận những điều này, ta có thể xóa ký ức tối nay của muội, ngày mai muội vẫn sẽ làm muội như trước đây. Ta tiếp nhận. Linh Nga vội nói. Sư huynh ta tiếp nhận, ngươi dùng muội làm cái gì cũng được. Lý Trường Thọ. Nhìn thứ này trước. Lý Trường Thọ lấy ra một quyển tranh cuốn từ trong ngực, mở cuốn tranh ra. Trong đó là bức họa của Vân Tiêu Tiên Tử, bên cạnh còn ghi chú từng dòng chữ nhỏ. Đây là tình huống căn bản của Vân Tiêu Tiên Tử, cùng với đạo lữ quan của nàng. Muội trước tiên hãy tìm hiểu một chút để không phải lo lắng về nó. Sau đó hãy nhớ tất cả những điều này và đừng phạm phải bất kỳ sai lầm nào. Tiếp theo, Lý Trường Thọ lại lấy ra một chồng ngọc phù. Kế hoạch Tiểu Quỳnh Phong di động liền được ghi chép bên trong chồng ngọc phù này. Linh Nga, từ góc độ này mà nói, Sơn Môn đã không còn an ổn. Lúc sáng sớm, trên mây trắng bồng bềnh trôi đến sau núi, Linh Nga nhìn mặt trời mọc ở hướng đông, thoáng có chút xuất thần. Lời nói của sư huynh đêm qua vẫn còn đó, quanh quẩn bên tai khiến nàng không thể bình tĩnh được. Sư huynh nói, tình thế hồng hoang quỷ quyệt khó lường, khả năng đại bản doanh phe mình bại lộ càng lúc càng lớn. Có một ít đại lão chúng ta không cách nào đối kháng, hoàn toàn không quan tâm đến mặt mũi. Nếu như ta lại tiếp tục ở lại nơi đây, rất có thể sẽ liên lụy đến toàn bộ độ tiên môn. Cũng may, vào trăm năm trước Vi Huynh đã dự cảm được tình huống như vậy, chế định kế hoạch này. Ta muốn nhấc Tiểu Quỳnh Phong lên, từ độ tiên môn bay đến phụ cận Đâu Xuất Cung Thiên Đình. Kế hoạch này dự kiến sẽ mất 10 năm, ta xưng là kế hoạch Tiểu Quỳnh Phong di động. Mặc dù lúc ấy Đinh Nha liền rất muốn phàn nàn vài câu, nhưng lúc sư huynh nói những điều này, trong mắt lóe sáng, cả người tản ra khí chất nghiêm túc, trầm ổn, kiên định, lại khiến cho nàng nhìn rất mê mẩn. Nàng cái gì cũng không nghĩ liền gật đầu đồng ý, còn cảm thấy sư huynh nói rất có lý. Linh Nha nghĩ tới đây, không nhịn được ngâm khẽ vài tiếng, trong đáy lòng thở dài. Ta đoán chừng là không cứu nổi. Theo kế hoạch của sư huynh, dọn đi Tiểu Quỳnh Phong có 5 bước.
Bước đầu tiên cũng là việc Linh Nga phải làm lúc này, chính là dùng lưu ảnh châu ghi chép lại địa hình chi tiết của Tiểu Quỳnh Phong, cũng thống kê chi tiết về khu rừng, linh vật càng nhiều càng tốt. Bước thứ hai, Lý Trường Thọ sẽ chọn một ngọn núi nhỏ tương tự cùng với Tiểu Quỳnh Phong, cải tạo nó thành hình dáng Tiểu Quỳnh Phong, cũng cấy ghép mặt đất, thảm cỏ, làm đường đào, linh hồ, phục chế kiến trúc, ngụy trang thành một cách hoàn chỉnh. Bước thứ ba, tìm trưởng môn và thỉnh cầu giúp đỡ dựng nên một tòa đại trận bên ngoài Tiểu Quỳnh Phong, ngăn cách bên ngoài dò xét. Bước thứ tư, thâu thiên hóa nhật, lấy giả đổi thật. Bước thứ năm, Tiểu Quỳnh Phong thật chuyển đến thiên đình, Tiểu Quỳnh Phong giả ở lại trong sơn môn. Lý Trường Thọ sẽ dùng đạo nhân giấy đóng giữ ở nơi đây. Kỳ thực sau khi xem hết một đống lớn quy hoạch kỹ càng kia của sư huynh, Linh Nga cũng phát ra khảo vấn đến từ linh hồn. Thế nhưng mà sư huynh, vì sao chúng ta không thể trực tiếp thay đổi một đỉnh núi khác, dọn nhà nhất định phải dọn cả một ngọn núi sao? Lúc ấy Lý Trường Thọ thở dài, trả lời như thế này. Sư muội, muội có biết tòa Tiểu Quỳnh Phong này của chúng ta, vi huynh đã trút xuống bao nhiêu tâm huyết? Bây giờ công trình cả ngọn núi đã hoàn thành 8 thành, đánh vào trong đó 6-720 trận cơ, mấy tổ đại trận chủ yếu có 36 thiên cương sát trận, 108 tiểu chu thiên khốn trận, còn có 365 chu thiên phòng ngự đại trận, trận cơ bất đồng tổ hợp, những trận pháp biến hóa có hơn 100, trận nhãn nơi trung tâm nhất ngọn núi đã được ta để vào một bộ ngũ hành linh châu có thể so với linh bảo thiên tiên. Những thứ này chẳng qua là phương diện trận pháp. Nếu như từ bỏ Tiểu Quỳnh Phong thì tương đương với từ bỏ những thứ ta lừa được từ phía Long tộc bên kia. Tóm lại, Tiểu Quỳnh Phong là nhà của ta, càng là động phủ sống yên phận sau này. 10 năm sau, ta sẽ còn tiếp tục bổ sung trận pháp, hoàn thành sơ bộ luyện chế chỉnh thể Tiểu Quỳnh Phong. Cho nên nói, sư huynh giấu giếm chính mình, ngay cả mình đều đang làm thứ gì? Trận pháp. Linh Nga cúi đầu nhìn rừng rậm yên tĩnh phía dưới, tiến thức thử hướng về bên trong ngọn núi tìm tòi nghiên cứu. Ban đầu không có chút phát hiện nào. Nàng lại để tâm lặp đi lặp lại lục soát một hồi, cuối cùng tìm được một chỗ trận cơ nhỏ giấu bên trong đường vân nham thạch. Sư huynh hẳn có rất nhiều kẻ thù lợi hay. Linh Nga vỗ vỗ cái trán, tay nhỏ nắm lại, thầm hạ quyết tâm. Mình tuyệt đối không thể kéo chân sau của sư huynh, làm tốt những sự tình đủ khả năng này, nhất định phải trở thành trợ lực của sư huynh. Nhắc lên hai chữ trợ lực, Linh Nga liền nghĩ tới một kiện đại sự khác sư huynh nói tới hôm qua. Vân Tiêu tiên tử, sinh linh tiên thiên, đệ tử thánh nhân, đại năng viễn cổ, mỹ lệ làm rung động lòng người, ôn nhu hiền lành. Như vậy, làm sao xử lý? Rõ ràng không phải là đối thủ. Linh Nga nhẹ nhàng nhíu đôi mi thanh tú lại, thỉnh thoảng trầm ngâm đôi chút. Nàng đã sớm tới bên rừng bắt đầu thăm dò, lại quên điều khiển mây bay xuống. Việc này nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Thịnh yến bạt đào diễn ra liên tiếp 3 ngày, mặc dù so với yến hội Long Cung động một tí là cất bước mấy tháng, thịnh yến bạt đào xác thực hơi ngắn. Nhưng sự tình nên làm trong thịnh yến bạt đào lần này đều đã đạt thành, linh quả bạt đào cũng đều đưa cho các vị tiên gia nhấm nháp, tổ chức quá dài cũng không ý nghĩa. 3 ngày trước, khi Long tộc tới, đều tự cho mình là tân khách. 3 ngày sau Long tộc chạy, đã tự xưng là hạ thần, hành lễ cũng tự nhiên trôi chảy, không có một chút tâm lý trở ngại gì. Nhanh chóng nhận mệnh nhà ai mạnh, đi đến Long Cung Tứ Hải tìm Long Vương. Thịnh yến bàn đào kết thúc, các tiên thần tán đi, Ngọc Đế cũng trở về Lăng Tiêu Bảo Điện. Lý Trường Thọ thì thừa cơ mang Triệu Công Minh chạy tới bên trong Nhân Duyên Điện của Nguyệt Lão. Lúc này, Triệu Công Minh tùy ý đi lại bên trong thiên đình, cũng được Ngọc Đế âm thầm cho phép. Mặc dù không cho phép cũng không có ai dám ngăn cản. Xuyên qua mây khói, ngược xuôi biển mây, nhà Nguyệt Lão hiện ra ở xa xa. Lý Trường Thọ cười nói, Lão ca nhìn đi, nơi đây chính là Nhân Duyên Điện. Trước đây, Nguyệt Lão trở về chờ, chúng ta trực tiếp vào tìm là được. À, được rồi. Triệu Công Minh lấy ra hũ rượu trái cây kia từ trong tay áo, ra dáng nhấc trong tay, cùng với Lý Trường Thọ sóng vai tiến lên, cưỡi mây bay về phía trước Nhân Duyên Điện. Nguyệt Lão thân mang hỉ bào đỏ chót, mang theo hai vị đồng tử vội vàng nghênh đón, hàn huyên một phen cùng với hai người ở trước điện, dẫn hai vị khách quý vào trong thiền điện. Chủ khách nhập tọa, đồng tử dâng trà.
Triệu Công Minh đưa lễ vật lên, lại trầm ngâm đôi chút muốn mở miệng, lại cảm thấy mặt mũi nóng lên, dứt khoát liếc mắt ra hiệu đối với Lý Trường Thọ. Cố đạo nhân giấy lão thần tiên này của Lý Trường Thọ hắng giọng, cười nói. Lần này Công Minh lão ca tới là có một chuyện muốn thỉnh Nguyệt lão. Nguyệt lão, trưởng quản nhân duyên, mỗi ngày đều liên hệ với nhân duyên. Trong tam giới này chắc cũng càng hiểu sự tình nhân duyên hơn so với người. Nguyệt lão. Y chính là Nguyệt lão bị Ngọc Đế đặt ở nhân duyên điện canh cổng. Một vị thiên tiên thuần dương mấy vạn tuổi, biết cái gì tình yêu nam nữ. Nhưng trong đáy lòng Nguyệt lão tuy có chút phàn nàn vô lực, lại lộ ra một bộ dáng khí định thần nhàn, cười nói. Kỳ thực chẳng qua là hiểu sơ, hiểu sơ. Triệu Công Minh lập tức hai mắt tỏa sáng, trong đáy lòng cảm thấy vị Nguyệt lão này càng đáng tin cậy thêm mấy phần. Lý Trường Thọ lại nói, chuyện hôm nay Nguyệt lão cũng không thể đề cập đối với người khác. Quy củ của Công Minh đạo hữu và Thủy Thần Nhài, tiểu thần đều hiểu. Nguyệt lão bình tĩnh cười, tay trái vừa nhấc cất cao giọng, thiên đạo trên cao, nay tiểu thần lập lời thề đại đạo. Lúc này Triệu Công Minh mới để một chút viên lão nam chi tân vào trong bụng. Mặc dù có chút ảo giác bị an bài, nhưng xác thực cảm thấy an ổn không ít. Đợi Nguyệt lão lập xong lời thề, Lý Trường Thọ mở miệng, thay mặt Triệu Công Minh nói ra chuyện phiền lòng. Như thế vậy, như thế. Sau khi Nguyệt lão nghe xong cũng cười một tiếng. Hóa ra như vậy, vì Kim Quang Thánh Mẫu này đối với Công Minh đạo hữu là đến cảnh giới lửa nóng, nhưng Công Minh đạo hữu đối với Kim Quang Thánh Mẫu lại chẳng qua là cảnh giới hảo cảm. Nguyệt lão dùng tiên thức vụng trộm nhất nhìn ngọc phù trong tay áo của chính mình, sợ nói sai mấy cảnh giới này. Sau đó Nguyệt lão chậm rãi nói, đây là một loại chênh lệch trên tu hành đại đạo tình cảm, rất phổ biến trong các mối quan hệ nhân duyên. Theo quan điểm của nhân duyên điện chúng ta, được xưng là tình cảm mạnh yếu biến hóa. Tất nhiên nói một cách đơn giản, một bên là tình yêu đơn phương, một bên là không quan tâm. Triệu đại gia không khỏi chậm rãi gật đầu. Mặc dù đã có chút cái hiểu cái không hiểu cái gì, chỉ biết rất lợi hại, nhưng xác thực nghe rất có lý. Lập tức Nguyệt lão nhớ kỹ lời nói trên ngọc phù kia, bắt đầu nói từng câu từng câu. Triệu Công Minh bên cạnh lại nghe được, hai mắt dần tỏa ánh sáng. Lý Trường Thọ muốn mở miệng nói chuyện cũng đều bị Triệu Công Minh ấn xuống, bảo hắn tạm thời đừng có ngắt lời. Khối ngọc phù kia là lúc Nguyệt lão trở về nhân duyên điện, được một vị đồng tử dâng lên, nói là hôm nay có một vị thiên tướng lạ lẫm đưa tới. Nguyệt lão mở ra nhìn lướt, liền biết đây là đáp án thủy thần chuẩn bị cho hắn. Nguyệt lão chỉ nói khoảng mười mấy câu, Triệu Công Minh đã là bừng tỉnh đại ngộ. Theo ý tứ Nguyệt lão là bần đạo đi đối diện với chính Kim Quang, sư muội thẳng thắn nói với nàng. Không sai, đây là phương pháp giải quyết cơ bản nhất. Nguyệt lão trầm giọng nói, một mực tránh né là không giải quyết được vấn đề, nếu cự tuyệt dứt khoát cũng có khả năng bỏ lỡ nhân duyên của bản thân. Chuyện này... Triệu Công Minh cười nói, đường của ta không có một mình, còn có Trường Canh, sao lại phải tìm nhân duyên gì? Lý Trường Thọ không nhịn được, cái trán treo mấy đường vạch đen. Nguyệt lão vội nói, đạo hữu cũng không nên nghĩ như vậy, bạn tốt tri kỷ là một chuyện, bạn nữ phu thê lại là một chuyện khác. Bởi vì cái gọi là cô âm không sinh, cô dương không dài, âm dương cùng tồn tại cũng là một đầu đại đạo. Đạo hữu chính là sinh linh thiên tiên, vốn là không có sinh sản, cho nên không có ham muốn, không giống nhau cùng với sinh linh hậu thiên, trời sinh liền cần có bạn nữ. Những sinh linh hậu thiên phân biệt được cụ thể, trong đạo tâm đều có chỗ trống rỗng. Đạo hữu từ lúc sinh ra liền đã được phân thành nam, nữ. Đây cũng là mệnh sẽ gặp được giai nhân. Lý Trường Thọ bên cạnh lập tức cười đến híp cả mắt. Đoạn này do Nguyệt lão tự phát huy tự do, cũng rất có trình độ. Triệu Công Minh vuốt râu trầm ngâm hỏi, vậy ta nên ở chung với Kim Quang sư muội? Lý Trường Thọ, việc này vẫn hẳn do lão ca tự quyết định, người bên cạnh sẽ không thể chen vào. Vậy thì nên làm cái gì? Triệu Công Minh không khỏi đứng dậy đi hai bước, thở dài. Các người có chỗ không biết, mỗi lần bần đạo muốn nói chuyện cùng với Kim Quang sư muội
nàng đều dùng loại ánh mắt nóng bỏng kia nhìn chăm chú vào bần đạo. Hay, bần đạo quả là không có tâm tư như vậy, nhưng lại không đành lòng tổn thương tâm thần của nàng, không thể nói lời tàn nhẫn. Lý Trường Thọ cùng với Nguyệt Lão liếc nhìn. Nguyệt Lão, nơi đây có tượng đất nhân duyên của Kim Quang Thánh Mẫu không? Chuyện này... Nguyệt Lão đỡ sâu trầm ngâm, sinh đinh thiên tiên không vào nhân duyên điện, cũng không biết bối cảnh Kim Quang Thánh Mẫu thế nào. Bất quá công minh đạo hữu cũng không có tượng đất ở chỗ này, cho nên đoạn nhân duyên này sẽ không nằm trong sự quản lý của tiểu thần. Triệu Quang Minh lập tức phát sầu hỏi, việc này nên làm thế nào mới có thể viên mãn? Không bằng viết một phong thư đi. Lý Trường Thọ cười đưa ra đề nghị. Lão ca viết lời chính mình muốn nói trong thư, sau đó nhờ người chuyển qua, như vậy là tốt rồi. Suy nghĩ cẩn thận, không trực tiếp đối mặt cũng có thể khiến nàng bình tĩnh mà suy nghĩ cẩn thận. Viết thư. Triệu Công Minh nháy mắt mấy cái, sau đó vỗ đùi khen. Vẫn là lão đệ có nhiều chủ ý. Đi một chút, chúng ta đến miếu hải thần của ngươi, suy nghĩ và một chút nên viết phong thư này như thế nào. Lập tức Triệu Công Minh lôi kéo Lý Trường Thọ vội vàng từ biệt Nguyệt Lão đi về hướng cửa chính nhân duyên điện. Trước khi đi, Triệu Công Minh đột nhiên hỏi một câu. Lão đệ, nhân duyên của ngươi theo lý đều ở đây, tới cũng đều đã tới, sao không mang lão ca đi xem một chút? Lý Trường Thọ vội vàng truyền âm. Lão ca lại quên, mấy cái danh hào của ta không thể lẫn lộn. Ừ, cũng đúng. Triệu Công Minh cũng không thực sự kiên trì, cùng với Lý Trường Thọ cùng nhau bay về hướng Nam Thiên Môn. Ở trong một cái chớp mắt vừa rồi, Lý Trường Thọ ngay cả mồ hôi lạnh cũng đều xuất hiện. Lúc tiến đến Nam Thiên Môn, Lý Trường Thọ cố ý giảm tốc độ thực hiện mục đích mời Triệu Công Minh đi Thiên Đình du lịch lần này. Lão ca, ngươi thấy Thiên Đình thế nào? Triệu Công Minh gật đầu khen, linh khí dồi dào, có tung tích đại đạo, nói là thánh địa tu hành cũng không đủ. Nhưng lời nói của Triệu Công Minh lại chuyển, lắc đầu. Chỉ tiếc lực lượng thiên đạo quá nồng nặc khiến cho người ta cảm thấy có chút khó chịu lại không thoải mái. Cảm giác như mỗi tiếng nói tự động đều có thiên đạo giám thị, có phần không lành nhẹ. Lý Trường Thọ cười nói, thiên đạo trí công vô tư, giám thị thì thế nào? Đại khái là ngày bình thường ta tiêu dao tự tại đã quen. Triệu Công Minh nhìn thiên đình có chút hoang vu, các nơi trời quang mây tạnh, kỳ sơn lệ cảnh khắp nơi, chắp tay cười nói. Ta không cần thiên đình công đức, tự nhiên không muốn bị thiên đình quản lý, càng không muốn vì cái gì đạo tâm, quần thần, tu đạo là vì sao, trước trường sinh, sau tiêu dao, tim chính là vô cầu vô thúc, vì ý nghĩ không trở ngại, không thì còn cầu cái gì được siêu thoát, làm sao tìm được chân nhã. Lý Trường Thọ khen, lời nói của lão ca khiến cho người ta suy nghĩ sâu xa. Lúc này Nam Thiên Môn đã ở trong tầm mắt. Triệu Công Minh đột nhiên cười hăng hắc. Phần khí chất cao thủ trên người kia biến mất không còn tăm tích trong nháy mắt. Đi, trước tiên đến miếu hải thần của ngươi viết thư lại nói. Lão ca trực tiếp đi là được. Cố hóa thân này của ta còn cần làm việc tại Thiên Đình. Nơi đó có hóa thân chờ lão ca. Người hết hóa thân này đến hóa thân kia. Triệu Công Minh cười mắng một tiếng. Ngày nào đó nhất định phải bắt bản thể của người đến, nâng ly 3 ngày 3 đêm. À đúng rồi, nếu không phải nhị muội ta hiện thân, bản thể ngươi cũng rất khó lộ diện. Ai, huynh đệ bạn tốt cái gì, chính là không bằng hồng nhan tri kỷ. Lý Trường Thọ mặt mo đỏ ửng, cười khổ nhìn Triệu Công Minh. Triệu Công Minh cười ha ha vài tiếng, cưỡi mây trực tiếp bay ra khỏi Nam Thiên Môn. Thiên tướng thủ vệ sớm đã nhận được truyền tin, từng người liền làm như không thấy vị đại năng tiệt giáo này. Đưa mắt nhìn Triệu Công Minh rời khỏi Nam Thiên Môn, trong đáy mắt Lý Trường Thọ lại xẹt qua một chút bất đắc dĩ. Kim Quang Thánh Mẫu, Thập Thiên Quân. Đây cũng là một kiếp nổ nhập kiếp phong thần. Lý Trường Thọ cũng không biết chính mình là nên cưỡng ép can thiệp hay là mặc kệ. Vì lý do ổn thỏa, chính mình liền muốn tính kế đại kiếp phong thần, liền phải đi chủ tính bố trí từ góc độ không biết chuyện đại kiếp phong thần này. Như thế mới có thể phòng ngừa đưa tới thiên phạt gì đó. Cảnh giới tính toán cao nhất là không cần phải làm nhiều, lại có thể khiến mọi thứ mình muốn diễn ra một cách tự nhiên. Mà Lý Trường Thọ hoài nghi đây mới là nội hàm chân chính trong 4 chữ thuận theo tự nhiên của Thái Thanh Lão Gia.
hải thần đại nhân, à không, thủy thần đại nhân, vậy mà gặp ở nơi đây. Nơi xa truyền tới tiếng nói quen thuộc. Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại, đã thấy Hoa Nhật Thiên cưỡi mây mà tới. À, Hoàng Nguyên Soái. Lý Trường Thọ chắp tay một cái, làm lễ nhận nhau cùng với Hoa Nhật Thiên. Lại có một chút ăn ý cùng nhau cưỡi mây bay về hướng phủ hải thần, nơi tấm bảng đã bắt đầu được thay thế. Chưa kịp nói vài câu, Hoa Nhật Thiên đã là cười to một hồi. Tâm tình vô cùng thư sướng, cảm xúc vô cùng thoải mái. Lý Trường Thọ cưỡi mây bay chậm rãi, chờ Ngọc Đế cười hạ xong. Dù sao thì bản thể cũng không thể có hành vi phóng túng như vậy, chỉ có thể để cho hóa thân phát tiết cảm xúc. Hoa Nhật Thiên truyền âm. Trường Canh, sự tình Long Tộc sở định, lòng ta rất an ủi. Ngươi muốn khen thưởng như thế nào? Nếu có điều cầu, cứ việc nói. Lý Trường Thọ tâm niệm vừa động, nói: Bệ hạ, hôm nay tiểu thần thật sự có chút thỉnh cầu, muốn xin một mảnh đất nhỏ trên thiên đình. Hoa Nhật Thiên cười: Đây là việc nhỏ, không đủ làm khen thưởng. Phủ đệ kia của ngươi coi như lại khuếch trương gấp 10 gấp trăm cũng không sao. Lý Trường Thọ giải thích nói: Bệ hạ, tiểu thần là muốn một mảnh đất nhỏ ở bên cạnh Đâu Xuất Tung, rời phủ đệ đi qua cách lão quân gần chút. Đâu Xuất Cung. Hoa Nhật Thiên lập tức cũng lộ vẻ nghiêm mặt, hơi suy nghĩ cười. Chuyện như vậy ái khanh tự quyết là được. Chỉ cần lão quân không đuổi ngươi, thiên đình liền mặc ngươi ở. Lý Trường Thọ lập tức truyền âm nói cảm tạ. Hắn muốn chính là Ngọc Đế cho phép như vậy. Sau này, Tiểu Quỳnh Phong đương nhiên sẽ không trực tiếp hiện thân tại thiên đình. Mấy tầng ngụy trang nho nhỏ vẫn là phải có. Làm như thế nào để hoàn thành bước thứ 5 kế hoạch Tiểu Quỳnh Phong di động? Lý Trường Thọ có mấy loại phương án giải quyết khác biệt. Phương án tối ưu, hiện tại còn thiếu một môn thần thông, một tòa trận pháp. Về sau cần tìm Đại Pháp Sư cầu viện. Đúng rồi Trường Canh. Hoa Nhật Thiên, sự tình vị lục áp kia, ngươi có đầu mối hay chưa? Lý Trường Thọ nghiêm mặt. Bệ hạ, lúc này tiểu thần chỉ biết vị lục áp kia trốn bên trong Kim Ô Cung tại Thái Tình Trường. Ồ! Hoa Nhật Thiên nhìn về phía mặt trời nơi chân trời, trong mắt xẹt qua hai tia sáng vàng. Trường Canh, không bằng ngươi mang theo một nhánh mi mã vây đánh Kim Ô Cung kia. Ta sẽ âm thầm ra tay, diệt sát dư nghiệt yêu đỉnh này. Lý Trường Thọ vội nói, tiểu thần chỉ sợ không cách nào mang binh đi tới. Hoa Nhật Thiên cười một tiếng. Cũng đúng, suýt nữa quên hóa thân ngươi đều làm từ giấy, không gần được lửa. Hơn nữa, bệ hạ, ở phía sau tiểu kim ô đó là thánh nhân nương nương bảo vệ. Chính là thánh nhân nương nương che đậy thiên cơ vì hắn. Việc này cũng do Đại Pháp Sư tự tay suy tính mà ra. Hoa Nhật Thiên hơi nhíu mày, sắc mặt có chút ngưng trọng. Nếu như thế, ngược lại có chút phiền phức. Lý Trường Thọ hơi phân thần, xuyên thấu qua đạo nhân giấy giấu bên trong núi rừng nào đó tại ranh giới Đông Thắng Thần Châu cùng với Nam Thiên Bộ Châu. Dùng tiên thức liếc nhìn đôi phu phụ yêu tộc lúc này đang dâng hương đối với bài vị của lục áp đạo nhân kia. Cũng không biết lục áp đạo hữu hiện tại tình huống rốt cục như thế nào. Ngọc Đế bệ hạ, sẽ không phải thực sự dẫn người đi bao vây Kim Ô Cung đó chứ? Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ trở về phủ hải thần, trong đáy lòng vẫn luôn hiện ra lo lắng như vậy. Lúc này thiên đình vừa tiếp nhận Long Tộc, vào trước khi chuyển hóa Long Tộc thành trợ lực của thiên đình, Long Tộc sẽ chiếm đại bộ phận tinh lực của thiên đình. Lúc này lại đi động vào thần kinh của yêu tộc, thực sự là không khôn ngoan. Vì lý do ổn thỏa, vẫn là chờ sau khi Long Tộc không có nỗi lo, trực tiếp thực lực tổng thể thiên đình gia tăng mấy thành, lại tiến hành nhắm vào lục áp, dẫn động yêu tộc đối kháng thiên đình, bắt lấy cái cớ này, thừa dịp xóa bỏ nghiệp chướng đại yêu, trợ giúp thiên đình nhất phi trùng thiên. Một chút tính toán nhỏ mà thôi. Trong quá khứ, thiên đình không quá thịnh vượng và có ít liên quan đến Lý Trường Thọ. Nhưng bây giờ, Lý Trường Thọ định ra con đường phát triển trọng đại trước đại kiếp phong thần. Hắn đã ở trên một trình độ nhất định buộc chặt cùng với thiên đình. Tất nhiên Lý Trường Thọ vào lúc chủ động cột chính mình vào thiên đình đã chuẩn bị trước vài phương án rút lui.
Thời cơ động yêu tộc chưa tới, ít nhất cũng phải vào sau khi thu nạp địa phủ. Lý Trường Thọ suy nghĩ một hai, lấy tấu biểu chính mình viết tại Thịnh Yến bàn đào ra liếc nhìn, lại lấy một tấm tấu biểu mới cẩn thận suy nghĩ. Còn chưa nâng bút, Triệu Công Minh đã đi đến miếu Hải Thần. Lý Trường Thọ chỉ có thể đè việc này xuống, nghĩ rằng chậm trễ nửa canh giờ một canh giờ, Ngọc Đế bệ hạ cũng vô pháp triệu tập đầy đủ binh tướng, cho nên cũng liền tạm thời gác việc này lại. Trước tiên ứng phó với chuyện của Triệu đại gia, rồi nói. Ở trước miếu Hải Thần, Triệu Công Minh cưỡi mây mà đến, trong miệng ngâm nga điệu hát dân gian. Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ đã sớm chờ trong không trung, nghe giai điệu như vậy, trong đáy lòng không tự chủ tăng thêm một chút thi từ. Mùa hạ lặng lẽ trôi qua, để lại những bí mật nho nhỏ. Đột nhiên cảm thấy cả người Triệu đại gia đầy rắc rối. Lão đệ, ta đã đến. Mời lão ca. Lý Trường Thọ nghiêng mình dùng tay làm dấu mời, dẫn Triệu Công Minh vào nội đường. Triệu Công Minh tiến vào tiền điện liếc nhìn không khỏi nói. Ngươi sửa sang lại miếu. Bây giờ đã là Thủy Thần, Hải Thần là Long Vương Tứ Hải. Lý Trường Thọ cười nói. Vì lý do ổn thỏa, trước tiên dựng lên pho tượng Long Vương Tứ Hải ở bên trong hết thảy miếu Hải Thần. Sau đó lại truyền bá một chút chuyện xưa Long Vương cứu khổ. Việc này tiếp qua mười mấy 20 năm cũng sẽ thành. Triệu Công Minh cười nói. Lão đệ, ngươi làm việc thực sự chu toàn, mỗi lần đều có thể suy nghĩ xa hơn người khác. Lão ca quá khen. Lý Trường Thọ khiêm tốn nói. Chỉ là ta có nhiều lo lắng hơn vào ngày thường, suy nghĩ như vậy không đáng giá nhắc tới. Triệu Công Minh liếc về phía góc, nhìn thấy chiếc bàn đã được bày bút mực sẵn, không khỏi đỡ râu cười khẽ, bước nhanh tới bàn, cầm bút lên và suy nghĩ. Chuyện này nên viết thế nào cho thỏa đáng? Lý Trường Thọ cười nói. Lão ca, ngươi muốn nói cái gì đối với Kim Quang Thánh Mẫu, liền viết cái đó. Triệu Công Minh ngẫm nghĩ, lập tức rơi vào trầm tư. Như vậy, ta sẽ cho lão ca một chút không khí. Trong lúc nói chuyện, mấy tờ người giấy bình thường bay ra từ trong tay áo của Lý Trường Thọ, hóa thành ba nam hai nữ nhạc sĩ đứng ở một bên, bắt đầu thổi sáo kéo đàn, một ít ca khúc nhẹ nhàng lưu rộng truyền rãi ở trong lầu xanh An Thủy Thành. Triệu Công Minh rất nhanh điền cười nói, chớ nói, thêm nhiều nhạc một chút, ý nghĩ của lão ca cũng thâu thấu hơn chút. Trong lúc nói chuyện, Triệu Công Minh bút tẩu long xà, huy hào bát mặc viết xuống bốn chữ lớn Kim Quang Sư Muội. Sau đó, Triệu Công Minh cầm bút nghiêng người đứng bên bàn, không hề viết. Không phải hình ảnh đứng nhìn. Trường cảnh lão đệ, cụ thể nên viết thế nào? Không sao. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, thu hồi phất trần, vung ống tay áo lên, lại tìm tòi một hai trong tay áo, lấy ra mấy quyển tranh cuốn bày trước mặt Triệu Công Minh. Lý Trường Thọ cười nói, nơi này có mấy bức thư mẫu, là màu trắng là dùng cho bức không có hảo cảm, màu hồng nhạt là dùng cho cảnh giới hảo cảm, màu cam là dùng cho cảnh giới ấm lên và cảnh giới lửa nóng. Vậy bức màu vàng thì sao? Tự nhiên là sau cảnh giới nhân duyên mới có thể sử dụng. Đinh một tiếng, Triệu Công Minh giơ ngón tay cái lên. Lão đệ đại tài, ta sẽ chọn màu trắng, màu hồng nhạt đi. Lập tức Triệu Công Minh mở quyển trục ra, thấy từng hàng chữ nhỏ bày ra trong đó. Sau khi đọc kỹ lại cảm thấy ngôn ngữ phù hợp, vừa vặn thích hợp không ít lời nói chính mình muốn nói, đều có thể tìm được trong đó. Không bao lâu Triệu Công Minh cảm thấy tự tin, bắt đầu múa bút thành văn. Tất nhiên, trong này cũng tồn tại thành phần tham khảo nhất định. Lý Trường Thọ thu hồi những bức thư tình mẫu khác, mỉm cười đứng bên cạnh chờ, cũng không tò mò nhìn xem Triệu Công Minh đang viết cái gì. Nhiều lắm là không cẩn thận nhìn thấy vài lần, tự hỏi phong cách văn chương của Triệu đại gia như thế nào. Đột nhiên, lão đệ, ngươi làm sao chuẩn bị nhiều bức thư viết cho nữ tử như vậy? Lý Trường Thọ mỉm cười đáp. Hôm đó sau khi tách ra cùng với Vân Tiêu tiên tử, trở về điền chuẩn bị mấy loại đồ vật này. Đề phòng tiên nhân tiệt giáo tìm tới cửa, hỏi thăm cách nào theo đuổi tiên nhân mà mình yêu thích. Tất nhiên nửa câu sau này tuyệt đối không thể nói ra.
Triệu Công Minh cười nói, có lòng, ta lại tiếp tục châm trước. Lý Trường Thọ bên cạnh cũng không nói nhiều, lặng lặng chờ đợi. Triệu Công Minh cẩn thận thưởng thức từng câu từng chữ trong bức thư. Lại cảm thấy không hài lòng lắm với bản thứ nhất chính mình viết, dứt khoát thêm vào mấy trăm chữ. Trong lời nói phần lớn là kính ngữ, trong câu chữ chỉ nhắc tới đại đạo. Đến lúc này Lý Trường Thọ cũng đã xác định vị Triệu đại gia tuyệt đối không phải bởi vì kéo buông xuống nổi ra đỡ, ngượng nghịu mặt mũi, từ đó cự tuyệt Kim Quang Thánh Mẫu, mà thuần túy là thực sự không nhúc nhích nổi tâm tư trên phương diện này. Xuyên suốt toàn bộ bức thư, chỉ thiếu một câu, ngươi không phải gu ta yêu thích. Sau khi viết xong bức thư, Triệu Công Minh đọc lại vài lần, cười nói, lúc này ta cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, đạo tâm thông suốt. Lý Trường Thọ dặn dò, lão ca, phong thư này tốt nhất là tự tay giao vào trong tay của Kim Đinh Thánh Mẫu, miễn cho Kim Đinh Thánh Mẫu nghi ngờ người khác viết cho nàng. Triệu Công Minh kéo cầm lấy thư từ biệt, nói rằng chính mình sẽ quay lại sau để nói chuyện với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ tất nhiên đáp ứng, lại bảo thân sứ chuẩn bị thêm một bàn tiệc rượu, sau đó sẽ uống rượu tìm niềm vui cùng với Triệu đại gia. Tiên Thức liếc nhìn bên trong sơn môn, Linh Nga đang đếm cây và đá trong núi, bên trong phòng bài bạc vẫn chưa sôi nổi trở lại. Trước đây Lý Trường Thọ cũng đã từng nghĩ, nếu chính mình mang Linh Nga ầm ĩ rời khỏi độ tiên môn, vậy thì nên an trí Tiểu Cửu sư thúc cùng với Hữu Độc sư muội có tương giao rất sâu đậm cùng với Tiểu Quỳnh Phong như thế nào. Phương án giải quyết cũng vô cùng đơn giản, bảo Linh Nga cũng lưu một cỗ đạo nhân giấy bản cũ bên trong độ tiên môn là được. Hơn nữa ấn theo quy hoạch của Lý Trường Thọ, vào trước khi đại kiếp phong thần khởi động, những người có quan hệ không cạn với hắn đều sẽ được hắn dùng loại hình thức đưa lên thiên đình, tránh tai nạn. Nghĩ tới đây Lý Trường Thọ không nhịn được làm một bài thơ. Đến thiên đình tránh gió, sáng dậy sớm đi làm. Không chỉ có thể tránh tai họa, còn có thể được thưởng công đức. Gần đây không cẩn thận, sau khi đối thơ với Lục Áp đạo nhân, thơ lực đã giảm mạnh. Đại kiếp phong thần còn bao lâu? Lý Trường Thọ cũng thực sự không biết. Trong lòng hắn tóm lại là có cảm giác nguy cơ vần quanh. Hắn chỉ có thể chờ dấu hiệu xuất hiện. Cỗ đạo nhân giấy này đã tọa nhập định ở bên trong đường. Một cỗ đạo nhân giấy khác của Lý Trường Thọ ngồi bên trong phù thủy thần, bắt đầu định ra phần tấu biểu thứ hai muốn thượng tấu ngày hôm nay. Vừa mới viết, Long Cát Tông Chúa chạy tới chúc mừng, cũng đưa tới nhóm ban thưởng thứ hai của Vương Mẫu Nương Nương. Nhóm ban thưởng đầu tiên còn đang chất đống trong góc chưa mở ra. Lý Trường Thọ cũng điền cùng nhau tiếp nhận. Tiên thức đảo qua, đây đều là một chút mỹ ngọc bảo tài dùng để trang trí phủ đệ. Mặc dù quý báu, giá trị thực dụng cũng không lớn. Long Cát nhìn tấu biểu trên bàn sách của Lý Trường Thọ cười nói, ngài thực là chăm chỉ, thịnh yến bàn đào vừa kết thúc, đã viết một phần tấu biểu mới. Lý Trường Thọ cười nói, ở vị trí nào làm việc đó? Chuyện kia... Long Cát cắn môi, bỗng nhiên thở dài hành đại đễ đối với Lý Trường Thọ. Long Cát đa tạ sự tương trợ của thủy thần trước đây. Ngài mặc dù không cho Long Cát xưng hô lão sư, nhưng trong đáy lòng của Long Cát, ngài chính là ân sư đời này của Long Cát. Điện hạ, mau đứng lên. Lý Trường Thọ đưa tay đỡ cười nói. Trước đây bệ hạ không muốn nhắc tới điện hạ ở trước mặt người khác, kỳ thực cũng là vì bảo hộ điện hạ. Điện hạ cũng nên thông cảm dụng tâm lương khổ của bệ hạ. Ta hiểu rõ. Long Cát nhếch miệng, vành mắt có chút phiếm hồng, lại nhẹ nhàng gạt đi những ủy khuất này, cấp tốc khôi phục lại dáng vẻ hoạt bát ngày thường. Thủy thần, sau này ngài còn muốn đi ra ngoài không? Lý Trường Thọ nói, ta hẳn sẽ không đi ra ngoài trong đoạn thời gian này. Ngươi cũng an tâm tu hành tại giao trì. Nếu có chuyện ra ngoài mà không hung hiểm, ta sẽ phái thiên binh gọi ngươi một tiếng. Đa tạ thủy thần, như vậy ta không quấy rầy thủy thần ngài bận rộn chính sự. Long Cát hạ thấp người hành lễ, sau đó nhẹ nhàng bước chân rời khỏi phủ thủy thần. Lý Trường Thọ đưa mắt nhìn qua Long Cát rời đi, trong đáy lòng lại đột nhiên nổi lên một chút ý nghĩ hoang đường. Kim Quang Thánh Mẫu, nếu như Lý Trường Thọ không có nhớ lầm, bên trong cố sự đại kiếp phong thần nguyên bản sẽ trở thành điện mẫu của thiên đình, trưởng quản sự tình xét đánh, cử thiên tướng đến nhắc nhở sinh đinh có xét. Những gì đang xảy ra trên Kim Ngao Đảo bây giờ có thể hiểu được là
Điện mẫu khổ luyến tài thần gia. Tài thần gia chỉ coi điện mẫu là em gái. Một đám chính thần lưu manh, lôi bộ, dương mắt nhìn. Cũng có chút thú vị. Lý Trường Thọ trở về thư phòng, tiếp tục ngưng thần nâng bút, viết tấu biểu khuyên can có quan hệ đến sự tình yêu tộc. Lần này viết được hơn phân nửa, lại có người đến miếu thủy thần ở An Thủy Thành quấy rầy. Hơn nữa, người tới cũng không hề tầm thường, làm cho Lý Trường Thọ không thể không dừng bút, hơn phân nửa tâm thần quy về hậu đường miếu hải thần. Người đến là người nào? Một thân trường bào màu vàng nhạt, râu tóc phiêu diêu theo gió, thân hình thon dài, khuôn mặt hòa ái, nhìn bất quá chỉ 4-50 tuổi, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác thăng trầm về cuộc đời. Tất nhiên là một lão hào kiệt xiển giáo nổi danh, bị trói chuyên nghiệp trong phong thần, không làm gì được, tiết tấu là số 1, Hoàng Long Chân Nhân. Đa tạ hải thần thanh toàn cho Long tộc, đa tạ hải thần thanh toàn cho Long tộc. Hai người vừa gặp mặt, Hoàng Long Chân Nhân chính là liên tục cúi người vái chào, trong miệng hô hào như thế. Lý Trường Thọ không dám trực tiếp thụ lễ, cũng liền không ngừng cúi đầu vái chào trở về. Hai người bái một hồi lâu giữa không trung, khiến cho mấy vị thần sứ phía dưới đang gặm hạt dưa buôn dưa lê cũng rất vui vẻ. Đợi hàn huyên vài câu, vào nội đường, Hoàng Long Chân Nhân thấy tiệc rượu đã dọn xong, không khỏi kinh ngạc. Bản lĩnh suy tính của vị hải thần này không ngờ đến trình độ như vậy, đoán được hôm nay y sẽ đến nơi đây vào lúc này, chuyện này thật là... Lý Trường Thọ bên cạnh mỉm cười, cũng không nói ra hiểu đầm như vậy, trực tiếp mời Hoàng Long Chân Nhân ngồi vị trí, chẳng qua là sai người mang thêm một bộ bát đũa và chén rượu. Lần này Hoàng Long Chân Nhân tới đây chính là đơn thuần nói đến lời cảm tạ đối với Lý Trường Thọ, nói rằng nhờ có sự dìu dắt của Lý Trường Thọ vân vân. Tối thiểu từ xưng hô của Hoàng Long Chân Nhân lúc này với hắn mà nói, tin tức một phương diện giáo nhận được cũng không tính là toàn diện, cũng không quá chuẩn xác. Hắn hiện tại đã là Thủy Thần Thiên Đình, mặc dù chức vị bảo khí thần quyền cụ thể còn chưa định ra. Hải thần, ngươi thực sự lợi hại. Hoàng Long Chân Nhân tán thán nói, dốc hết sức đấu với đệ tử thánh nhân Tây Phương Giáo trong thịnh yến bản đào, khiến cho bọn hắn á khẩu không trả lời được, thậm chí dẫn tới lão quân đích thân tọa trấn cho ngươi. Việc này, người bên trong Ngọc Hư Cung đều đang nói, chúng môn nhân đệ tử xiển giáo chúng ta thực sự bội phục với ngươi. Lý Trường Thọ vội nói, tiền bối nói quá lời, vậy làm sao có thể nói là đấu, chẳng qua là theo quy củ của thiên đình đề ra một ít nghi vấn nho nhỏ mà thôi. Ta đối với hai vị thánh nhân lão gia phương Tây cùng với chúng đệ tử thánh nhân cùng 12 phần khâm phục. Hoàng Long Chân Nhân cười đến híp cả mắt. Hiểu, đều hiểu. Trong lúc nói chuyện, vị chân nhân này thở dài. Lần này thịnh yến bàn đào, sự tình Long tộc đã định, bần đạo cũng không thể đi tới xem lễ, quả nhiên là đáng tiếc trong đời. Thì ra là đến trách mình không có mời y lên thiên đình tham gia thịnh yến bản đào. Lý Trường Thọ cười nói, tiền bối có chỗ không biết, sự tình thiên đình lần này ta vốn không muốn để cao nhân tam giáo đi tới, như thế sẽ tạo cho Long tộc áp lực quá lớn, cũng sẽ làm cho Ngọc Đế bệ hạ cảm thấy thiên đình không đủ uy nghiêm để lệnh Long tộc quy thuận. Cho nên chưa đưa thiệp mời đến cho tiền bối, công minh tiền bối và bởi vì sự vụ khác đến thiên đình, vừa vặn tham gia thịnh yến bản đào. Hoàng Long Chân Nhân không khỏi cười hỏi, công minh sư đệ đến thiên đình làm gì? Tìm Nguyệt Lão xử lý một ít chuyện riêng. Nguyệt Lão! Hai mắt Hoàng Long Chân Nhân tỏa sáng, giao lưu ánh mắt một chút cùng với Lý Trường Thọ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Bên này vừa dứt lời, thân ảnh Triệu Công Minh đã là xuất hiện bên ngoài mấy trăm dặm, cưỡi mây bay về hướng An Thủy Thành. Nhìn thấy đầu lông mày Triệu đại gia mỉm cười, sợi râu run rẩy, Lý Trường Thọ liền biết Triệu Công Minh đúng là sau khi đưa thư cho Kim Quang Thánh Mẫu liền trực tiếp trở về. Đợi Triệu đại gia đi đến, Lý Trường Thọ hỏi ý một hai, cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn. Triệu Công Minh tìm được Kim Quang Thánh Mẫu, cười nói một câu, cho sư muội ném thư liền quay đầu chạy, thi triển thần thông trực tiếp na di trở về. Bất kể nội dung bức thư thế nào, một màn này cực kỳ giống tình yêu. Xong rồi. Triệu Công Minh hăng hái nói, việc đã xong, vừa vặn Hoàng Long sư huynh cũng ở đây. Này nâng đi 300 chén, không say không về.
Lập tức Lý Trường Thọ cùng với Hoàng Long chân nhân nâng ly cạn chén, vui vẻ hòa thuận. Gần nửa canh giờ sau, Triệu Công Minh cùng với Hoàng Long chân nhân nhiệt tình trò chuyện. Lý Trường Thọ cũng liền phân tâm một chút, tiếp tục viết tấu biểu. Không hiểu sao hắn có chút lo lắng Ngọc Đế bệ hạ hành động quá mức nhanh, vì vậy liền viết thêm một bản tấu biểu mẫu. Sau đó kiểm tra nội dung một lần, châm trước từng câu nói, trau chuốt góc viền, lúc này mới thổi khô mực, cầm hai phần tấu biểu đi về hướng Lăng Tiêu Bảo Điện. Trước khi đến điện, không cần báo cáo hay hỏi han gì nhiều, mở ra quang hoàn quyển thần, một đường thông suốt đi thẳng tới trước Ngọc Đế. Bệ hạ. Ngọc Đế áo trắng đang đứng một tay chống đỡ cái trán, dường như vì thẩm duyệt tấu chương quá mệt mỏi mà tạm thời nghỉ ngơi, lập tức lấy lại tinh thần. Lý Trường Thọ thầm than, tình huống như vậy cực kỳ giống hắn bị người giấy quấy rầy lúc toàn tâm ngự sử đạo nhân giấy. Ngọc Đế cười nói, Trường Canh Ái Khanh, không biết có việc gì gấp. Bệ hạ. Lý Trường Thọ vội vàng lấy ra phần tấu biểu thứ hai. Có quan hệ đến sự tình yêu tộc, tiểu thần đã cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy trong đó có chỗ không ổn thỏa lắm, cho nên mô phỏng một phần tấu biểu mời bệ hạ xem qua. Lập tức, Lý Trường Thọ dùng tiên lực đẩy tấu biểu lên, tấu biểu này rơi vào trên thư án. Ngọc Đế cầm lấy cẩn thận xem qua, lúc mới nhìn không ngừng gật đầu, xem đến phần sau lại là trao mày lẩm bẩm. Nếu suy tính như thế, lúc này thực sự không thể giết dư nghiệt yêu đình này nhanh. Ừ. Lý Trường Thọ cố ý lộ ra mấy phần mơ hồ. Vô sự, Ái Khanh chờ chút. Ngọc Đế nhanh chóng nhắm hai mắt lại, tâm thần thả về nơi bên cạnh. Chỉ thiếu một chút nữa, hóa thân của Y Điền mang theo một nhóm binh tướng cùng bố trí chuẩn bị ở sau, vụng trộm leo lên Thái Dương Tinh. Ngọc Đế Y lần này làm sao lại nhanh như vậy? Chuyện này không thiên đình, thực sự không thiên đình. Ngài bình thường muốn ngưng tụ một ý chỉ, muốn cất bước mấy chục năm. Quá trình thăng cấp thần vị phải kéo dài mười mấy hai mươi năm. Thiên tướng bình thường muốn đi ra ngoài thiên môn cũng phải bận rộn hai ba ngày. Coi như diệt trừ dư Nhật Tiên Châu là hạng mục công việc ưu tiên nhất. Như vậy, Hoa Nhật Thiên muốn điều binh, dù sao cũng phải có một quá trình. Thái Dương Tinh chuyển động ở bên ngoài bầu trời. Hơn nữa lúc này mặt trời đã lặn xuống phía tây. Mang binh chạy tới từ thiên đình, trên đường đi như thế nào cũng phải tiêu tốn chút thời gian chứ. Chưa kể, hóa thân Ngọc Đế còn phải che giấu hành tung, chờ cơ hội kích động tấn công, lại chuẩn bị một ít chuẩn bị ở sau, áp sát lục áp. Mà biểu tình mới rồi của Ngọc Đế bệ hạ sao lại giống như lập tức liền muốn động thủ. Cũng may, xem phản ứng của Ngọc Đế hẳn đã chính là vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cản Ngọc Đế lại. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Lý Trường Thọ lặng chờ, viết trên mặt đây ta là ai, ta ở đâu, vô cùng hồ đồ. Ngọc Đế nhắm mắt ngưng thần, tâm thần rơi vào Hoa Nhật Thiên, lặng lẽ mang binh rời khỏi Thái Dương Tinh vô cùng rộng lớn kia. Thái Dương Tinh là do con mắt trái của bàn cổ biến thành, là mặt trời trong thiên địa. Lúc thiên đạo chưa được hoàn thiện, Thái Dương Tinh từng do nữ thần Ngự Nhật Hy Hòa lái xe dẫn dắt, mỗi ngày từ đông đến tây, vòng đi vòng lại. Lúc thượng cổ, Kim Ô nhất tộc đản sinh trên Thái Dương Tinh bước vào cường thịnh, Hy Hòa trở thành yêu hậu yêu tộc, yêu đế, yêu hoàng, đế tuân dựng nên Kim Ô cung làm nơi ở cho Hy Hòa và thập thái tử. Từ lúc này, vận chuyển Thái Dương Tinh do thiên đạo tiếp nhận. Tại thời kỳ cuối thượng cổ, vào hồi cuối Vu Yêu đại chiến, đại quân nhân tộc đánh rớt yêu đình, yêu hoàng đi vào chỗ chết. Lại có trăm vạn nhân tiên vây công Kim Ô cung, Hy Hòa tự sát, hơn phân nửa Kim Ô cung bị hủy. Bây giờ bên ngoài Thái Dương Tinh và nhìn vào trong đó, ở sâu tầng ly hỏa đại trận thiên nhiên có thể nhìn thấy những tàn tích liền nhau, vô số tài bảo ở dưới sự thiêu đốt của Thái Dương chân hỏa đã hóa thành phế liệu. Nguyên bản, Hoa Nhật Thiên mang theo nhóm binh tướng kia đã thông qua ly hỏa đại trận đến bên ngoài Thái Dương Tinh. Lý Trường Thọ kịp thời thượng tấu, Ngọc Đế thay đổi tâm ý, Hoa Nhật Thiên truyền âm khắp nơi, nói rằng nơi này có khả năng mai phục, tạm thời rút lui. Chúng thiên tướng lập tức treo 12 phần tinh thần, cũng không bối rối, rút lui có thứ tự rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó, ở ngay nơi sâu xa nhất của phế tích,
trong một tòa đại điện sụp đổ hơn phân nửa. Có một lão đạo xếp bằng ở góc phế tích, xung quanh có từng tầng kết giới bao xung quanh. Sắc mặt của gã hơi trắng bệch, khí tức toàn thân run rẩy, đạo bào trên người tràn đầy vết máu, nhìn phương hướng vết máu và hình dáng dường như cũng lạ, phun ra ngoài. Trong đại điện này hết sức mát mẻ, dường như có trận pháp ngăn tách lửa nóng trên khắp mặt đất Thái Dương Tinh ra. Mà trước người lão đạo này, máu tươi phun ra ngoài rót thành một dòng suối nhỏ vờn quanh lão đạo. Nếu để cho người bên cạnh thấy, chắc chắn sẽ cho rằng gã đang luyện ma công. Lão đạo này căn bản chưa từng phát giác ra được thân ảnh đám thiên tướng đến bên ngoài Thái Dương Tinh rồi lại đi kia. Trạng thái lúc này đang là cực kém. Vì sao lại như thế? Rốt cục là vì sao lại như thế? Lão đạo mở cặp mắt đó chút vô thần ra, khí tức toàn thân không hiểu sao lại bắt đầu run bần bật, làm cho gã không thể không nhắm mắt một lần nữa bình phục dao động trong đáy lòng. Thương thế ban đầu là tới từ đại bảo bối của chính hắn, phi đao trảm tiên. Lúc luyện chế phi đao trảm tiên, phi đao chi linh đột nhiên thức tỉnh, một đao cơ hồ chém nửa cái mạng của gã. Chuyện này khiến cho lão đạo chỉ có thể tạm thời phong ấn phi đao trảm tiên, sau đó nhanh chóng chữa thương. Nhưng kế tiếp, chẳng qua là đảo tọa nhập định đơn giản, lại có thể dẫn tới tâm ma. Chẳng qua là cẩn thận từng ly từng tí tìm hiểu một chút đạo vận bản thân, nhưng lại bị đại đạo rung động vạn năm, 10 vạn năm cũng khó gặp được, đạo bản thân bị đại đạo chấn thương. Chữa thương muốn tìm một viên đan dược, thế nhưng lại cầm nhầm túi chữ vật, trong lúc chóng mặt liền nuốt một viên độc đan. Lão đạo này cố nén một ngụm máu không có phun ra, mở mắt ra một lần nữa. Lần này gã cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một bình sứ từ trong ngực, liên tục xác nhận đây là bình sứ chính mình chứa bảo đan chữa thương. Lão đạo lộ ra một chút mỉm cười, nhưng sau khi mở cấm chế trên bình, nụ cười tươi ngưng kết trong nháy mắt. Gã dốc ngược bình đan, một đống mảnh vụn đan dược rơi vào trong tay, một cỗ dược tính cuối cùng trên đó yên lặng tiêu tán. Dược, đan dược, tàn vỡ. Mặc dù xác thực có thuyết pháp như vậy, nếu như dược lực bên trong đan dược mất khống chế, xác thực sẽ tồn tại tình huống tan vỡ, nhưng như chuyện này... Khóe miệng của lão đạo run lên, hai giọt nước mắt chậm rãi trượt xuống từ trên gương mặt mo của lão. Đây rốt cục là thế nào? Trên thực tế, khi vừa mới xuất hiện tình huống như vậy, lão đạo lập tức cảnh giác. Đầu tiên gã nghĩ đến, không phải là ta đã đánh mất khí vận. Nhưng lão đạo cẩn thận từng ly từng tí bấm tay suy tính, phát hiện ra khí vận chính mình nên có đều vẫn có. Tàn vận yêu tộc càng hóa thành khí vận trung hưng, hội tụ trên người chính mình. Hay là ta mắc nợ công đức? Lão đạo lấy ra món pháp bảo thứ hai của mình, nhìn kỹ. Đây là một quyển sách nguyên rủa, chính là cao thủ yêu đình luyện chế năm đó. Ý tưởng tổng thể do yêu sư Côn Bằng đưa ra là bí thuật để yêu đình trừng phạt những yêu tộc làm loạn kia. Quyển sách này tên là Đinh Đầu Thất Tiễn Thư, tuyên bố với bên ngoài rằng chỉ cần biết tính danh bát tự của một sinh linh, liền có thể bái chết sinh linh này. Ok, tập này chúng ta dừng đây. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.